Dưới cầu mông lớn là gì? Đây là cầu mông lớn. Dưới mông lớn là mông nhỏ. Dưới mông lớn là mông nhỏ. Rồi đi. Cơ trước là kinh sao? Bắt đầu rồi. Này là cơ may. Cơ may. Cơ may. Dở ra. Này là cơ thẳng đùi. Dở ra. Này là cơ rộng ngoài, rộng giữa, rộng trong. Này là cơ thắt lưng chậu. Này là cơ lược. Này là cơ khép dài. Này là cơ khép lớn. Cơ khép lớn, cơ thon. À, giải dầu chạy. Này vẫn rộng ngoài luôn. Này là cơ thắt lưng. Cơ căng. Này căng mặt tươi. Này là cơ mông bé. Cơ hình lê. Xin được trên, bụng trong, xin được dưới. Cơ dung người. Này là cơ bán gân. Á à, nhị đâu rồi? Đầu dài của nhị đâu rồi? Ngắn lộn gì chị? Đúng rồi, đầu ngắn của nhị đâu rồi? Đây mới là cơ bán gân. Ở dưới là cơ bán nền. Bán gân, màng. Màng đây, màng chỉ là cái bụng trắng này thôi. Cái này là cơ khép lớn. Cơ lớn nha. Cơ khép lớn. Cơ khép lớn này đúng không? Rồi. Mình chưa ta. Rồi. Hết giờ xuống dưới đi. Này là cơ bụng chân. Này là bụng trong. Đó là cơ bụng chân. Này là cơ dép. Này gân cơ dép. Này là gân cơ gan chân. Này là cơ dép. Gân cơ gan chân. Đây là cơ dép. Cơ dép này nè. Rồi. Đây là này là gân gót. Gân gót. Này là cơ gấp ngón cái dài. Đây là cơ gấp cái ngón chân dài. Này là cơ khỉu. Khèo. Khèo. Chân khèo mà. Khèo. Cơ khèo. Khèo này cơ chạy sao? Chạy sao? Chạy sao là cái này nè. Ừ, gân cơ chạy sao nè. Gân cơ chạy sao? Gân cơ chạy sao? Cơ chạy sao? Đây là cơ bán dài. Ừ. Này cơ bán ngang của em vậy? Mày để hỏi đâu đi, bán dài. Bán ngang. Đây là cơ duỗi kép ngón chân dài. Này là cơ duỗi ngón cái dài. Này cơ chạy xuống. Mình chưa nè, mình chưa. Này là cơ duỗi cái ngón chân ngắn. Cơ duỗi cái ngón chân ngắn. Này là cơ duỗi ngón cái ngắn. Này là cơ xương cốt mu bàn trong. Cơ cốt mu bàn chân. Cơ giãn ngón cái. Ngón cái. Cơ gấp ngón cái ngắn. Cơ gấp ngón cái ngắn. Cần gan chân. Cần gan chân. Này là cơ gấp cái ngón chân ngắn. À. Cơ giãn ngón. Cơ giãn ngón út. Từ đó. Cơ gấp ngón út. Cơ gấp ngón ngắn. Cơ có dài không ngắn? Ở gì ở gì? Rồi động mạch rồi. Đó động mạch tĩnh mạch. Rồi quay lại. Đây. Này là thần kinh đùi. Thần kinh đùi. Tĩnh mạch đùi, động mạch đùi. Ok. Này là thần kinh hiển. Xuống tới đây là thần kinh hiển. Này là nhánh lên của động mạch của đùi ngoài, nhánh xuống động mạch của đùi ngoài, động mạch đùi sau. Này là ống cơ khép. Ống cơ khép. Đây. Này là động mạch chạy trước. Động mạch chạy trước. Thần kinh mát sau. Thần kinh mát sau. Thần kinh mát nông. Này là thần kinh cuộn trước ngoài. Thần kinh cuộn ngoài. Này là động mạch mắt cá ngoài trước. Động mạch mắt cá ngoài trước. Này là thần kinh ngồi. Thần kinh ngồi. Động mạch trên, động mạch dưới. Tĩnh mạch khoeo, động mạch khoeo. Thần kinh dày, thần kinh mắt chung. Động mạch gối. Trên ngoài, dưới ngoài, trên trong, bên trong. Từ từ. Động mạch chạy trước. Động mạch mát. Động mạch chạy trước là động mạch mát. Này là thần
kinh dày, kinh dày động mạch dày sao? Thần kinh dày động mạch dày sao? Sao hay sâu? Sao. Sao. Nói mẹ. Con đây. Động mạch gối xuống. Điên. Động mạch gối xuống. Điên. Điên không? Này cứ nói là nhánh này thì cái này là động mạch của người trong. Mình cứ nói là nhánh xuyên của động mạch người sống. Lát nữa xuống gọi là nhánh gọi là nó là động mạch cho cơ khép lớn cũng được. Như thế đi.